A về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay A về danh. Chào mừng các con đến với tiết học toán 8 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, chương 1 đa thức. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong bài tập cuối chương 1. Trước hết, chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi của phần trắc nghiệm bài 1.39 trang 27 toán 8 tập 1. Đơn thức âm 2 mũ 3, x mũ 2, y z mũ 3 có A. Hệ số âm 2 bậc 8, B. Hệ số âm 2 mũ 3 bậc 5, C. Hệ số âm 1 bậc 9, D. Hệ số âm 2 mũ 3 bậc 6. Vậy thì các con hãy quan sát cho cô vào đơn thức âm 2 mũ 3, x mũ 2, y z mũ 3. Thì ở đây hệ số của đơn thức này là âm 2 mũ 3, còn phần biến ở đây đó là x mũ 2, y z mũ 3. Và chúng ta thấy thế nào? Biến x có số mũ là 2, biến y có số mũ là 1, biến z có số mũ là 3. Mà bậc của đơn thức thì chính là tổng số mũ của tất cả các biến có mặt ở trong đơn thức đó. Như vậy thì bậc của đơn thức này sẽ bằng 2 cộng 1 cộng 3 và được bằng 6. Và qua đó thì đáp án D là đáp án đúng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 1.40 trang 27 toán 8 tập 1. Gọi T là tổng và H là hiệu của hai đa thức 3x mũ 2y trừ 2x y mũ 2 cộng x y cộng 3x y mũ 2 cộng 1. Khi đó A, T bằng x mũ 2y trừ x y mũ 2 cộng x y cộng 1 và H bằng 5x mũ 2y trừ 5x y mũ 2 cộng x y trừ 1. B, T bằng x mũ 2y cộng x y mũ 2 cộng x y cộng 1 và h bằng 5x mũ 2y trừ 5x y mũ 2 cộng x y trừ 1. C, T bằng x mũ 2y cộng x y mũ 2 cộng x y cộng 1 và h bằng 5x mũ 2y trừ 5x y mũ 2 trừ x y trừ 1. D, T bằng x mũ 2y cộng x y mũ 2 cộng x y trừ 1 và h bằng 5x mũ 2y cộng 5x y mũ 2 cộng x y trừ 1. Như vậy, đối với bài toán này, thực chất đấy là chúng ta sẽ đi vận dụng quy tắc cộng trừ hai đa thức để chúng ta thực hiện tính tổng và tính hiệu của hai đa thức này. Sau đó thì chúng ta sẽ đối chiếu với các đáp án để chúng ta kết luận. Trước hết đó là tính tổng T sẽ bằng mở ngoặc 3x mũ 2y trừ 2x y mũ 2 cộng x y đóng ngoặc cộng mở ngoặc 2x mũ 2y cộng 3x y mũ 2 cộng 1 đóng ngoặc. Thì đây chính là cộng hai đa thức. Trước hết thì chúng ta sẽ bỏ dấu ngoặc, thì chúng ta sẽ được đó là bằng 3x mũ 2y trừ 2x y mũ 2 cộng x y trừ 2x mũ 2y cộng 3x y mũ 2 cộng 1. Đến đây chúng ta sẽ kiểm tra xem trong các đơn thức mà bài toán cho thì có những đơn thức nào đồng dạng với nhau, thì chúng ta sẽ nhóm chúng vào một nhóm. Thì các con thấy ngay đến là chúng ta sẽ có 3x mũ 2y và trừ 2x mũ 2y. Hai đơn thức này đồng dạng với nhau vì có cùng phần biến đó là x mũ 2y. Tiếp theo đó là âm 2 x y mũ 2 và 3 x y mũ 2. Hai đơn thức này cũng đồng dạng với nhau vì có phần biến đó là x y mũ 2. Vậy chúng ta sẽ được đó là bằng mở ngoặc 3 x mũ 2 y trừ 2 x mũ 2 y đóng ngoặc cộng mở ngoặc 3 x y mũ 2 trừ 2 x y mũ 2 đóng ngoặc cộng x y cộng 1. Thực hiện phép tính chúng ta được kết quả đó là bằng x mũ 2y cộng x y mũ 2 cộng x y cộng 1. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tính hiệu của hai đa thức. Thì chúng ta sẽ có này, h bằng mở ngoặc 3x mũ 2y trừ 2x y mũ 2 cộng x y đóng ngoặc trừ mở ngoặc trừ 2x mũ 2y cộng 3x y mũ 2 cộng 1 đóng ngoặc. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bỏ ngoặc. Thì lưu ý đằng trước có dấu trừ, chúng ta sẽ đổi dấu các hạn tử ở trong ngoặc, trừ thành cộng, cộng thành trừ và chúng ta sẽ được đó là bằng 3x mũ 2y trừ 2x y mũ 2 cộng x y cộng 2x mũ 2y trừ 3x y mũ 2 trừ 1. Thực hiện nhóm các hạng tử đồng dạng với nhau, chúng ta được bằng mở ngoặc 3x mũ 2y cộng 2x mũ 2y đóng ngoặc trừ mở ngoặc 3x y mũ 2 cộng 2x y mũ 2 đóng ngoặc cộng x y trừ 1. Thì các con lưu ý khi đưa vào trong ngoặc thì đằng trước có dấu trừ thì chúng ta cũng sẽ đổi dấu các hạng tử ở trong ngoặc, trừ thành cộng, cộng thành trừ. Thực hiện phép tính chúng ta được kết quả đó là bằng 5x mũ 2y trừ 5x y mũ 2 cộng x y trừ 1. Và từ đây thì chúng ta đối chiếu với cả các đáp án mà bài toán cho. Đáp án B là đáp án chính xác. Tiếp theo chúng ta đến với bài 1.41 trang 27 toán 8 tập 1. X của hai đơn thức 6x mũ 2 y z và âm 2 y mũ 2 z mũ 2 là đơn thức A. 4x mũ 2 y mũ 3 z mũ 3
B âm 12 x mũ 2 y mũ 3 z mũ 3. C âm 12 x mũ 3 y mũ 3 z mũ 3. D 4 x mũ 3 y mũ 3 z mũ 3. Như vậy ở bài 1.41 đây là nhân hai đơn thức, thì các con hãy nhớ lại để nhân hai đơn thức thì chúng ta sẽ nhân hệ số với hệ số, phần biến với phần biến. Vậy thì chúng ta sẽ có 6x mũ 2 y z nhân với mở ngoặc âm 2 y mũ 2 z mũ 2 sẽ bằng mở ngoặc 6 nhân với âm 2 đóng ngoặc nhân x mũ 2 nhân mở ngoặc y nhân y mũ 2 đóng ngoặc nhân mở ngoặc z nhân z mũ 2 đóng ngoặc. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng âm 12 x mũ 2 y mũ 3 z mũ 3. Như vậy đáp án B là đáp án đúng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 1.42 trang 27 toán 8 tập 1. Khi chia đa thức 8x mũ 3 y mũ 2 trừ 6x mũ 2 y mũ 3 cho đơn thức trừ 2xy, ta được kết quả là A trừ 4x mũ 2y cộng 3x y mũ 2, B trừ 4x y mũ 2 cộng 3x mũ 2y, C trừ 10x mũ 2y cộng 4x y mũ 2, D trừ 10x mũ 2y cộng 4x mũ 2y. Vậy thì đối với bài toán này của chúng ta đây chính là chia đa thức cho đơn thức. Thì các con hãy nhớ lại cách chia đa thức cho đơn thức, đó là chúng ta sẽ đi chia từng hạng tử của đa thức 8x mũ 3 y mũ 2 trừ 6x mũ 2 y mũ 3 cho đơn thức âm 2xy. Vậy chúng ta sẽ thực hiện như sau. Ta có mở ngoặc 8x mũ 3 y mũ 2 trừ 6x mũ 2 y mũ 3 đóng ngoặc chia âm 2xy sẽ bằng 8x mũ 3 y mũ 2 chia âm 2xy trừ 6x mũ 2 y mũ 3 chia âm 2xy. Thực hiện phép tính chúng ta được kết quả bằng âm 4x mũ 2 y cộng 3x y mũ 2. Và như vậy thì đáp án A là đáp án chính xác. Tiếp theo chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi phần tự luận. Một đa thức hai biến bậc 2 thu gọn có thể có nhiều nhất A bao nhiêu hạng tử bậc 2 cho ví dụ, B bao nhiêu hạng tử bậc nhất cho ví dụ, C bao nhiêu hạng tử khác không cho ví dụ. Các con quan sát bài toán cho chúng ta một đa thức có hai biến bậc 2 đã thu gọn. Đối với ý A, bài toán hỏi có bao nhiêu hạng tử bậc 2, vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng trả lời được ngay, đó là sẽ có nhiều nhất 3 hạng tử bậc 2. Chúng ta lấy ví dụ, đó là 2x mũ 2 trừ y mũ 2 cộng 4xy cộng 5, thì chúng ta thấy đa thức này có 3 hạng tử bậc 2, đó là 2x mũ 2, y mũ 2 và 4xy. Ý B có bao nhiêu hạng tử bậc nhất cho ví dụ, thì đối với cả một đa thức bậc 2 thu gọn có nhiều nhất là 2 hạng tử bậc nhất, đó là hạng tử chỉ chứa biến x hoặc chỉ chứa biến y. Chúng ta ví dụ như là x mũ 2 cộng 2x cộng 5y trừ 16, thì ở đa thức này có hai hạng tử bậc nhất, đó là 2x và 5y. Với ý C có bao nhiêu hạng tử khác không cho ví dụ, chúng ta khẳng định luôn đấy là một đa thức bậc 2 thu gọn sẽ có nhiều nhất, đó là 6 hạng tử khác không. Ví dụ như đa thức x mũ 2 cộng y mũ 2 cộng xy cộng x cộng y cộng 1, tất cả ở đây là có 6 hạng tử và các hạng tử này thì đều khác không. Tiếp theo chúng ta đến với bài 1.44 trang 27 toán 8 tập 1. Cho biểu thức 3x mũ 3 nhân mở ngoặc x mũ 5 trừ y mũ 5 đóng ngoặc cộng y mũ 5 nhân mở ngoặc 3x mũ 3 trừ y mũ 3 đóng ngoặc. A rút gọn biểu thức đã cho, B tính giá trị của biểu thức đã cho nếu biết y mũ 4 bằng x mũ 4 căn bậc 2 của 3. Các con quan sát, trước hết đó là ý A, bài toán yêu cầu chúng ta rút gọn biểu thức đã cho. Vậy thực chất đấy là chúng ta sẽ đi vận dụng quy tắc nhân đơn thức với đa thức để chúng ta thực hiện. Vậy chúng ta sẽ trình bày ý A như sau. Ta có 3x mũ 3 nhân mở ngoặc x mũ 5 trừ y mũ 5 đóng ngoặc cộng y mũ 5 nhân mở ngoặc 3x mũ 3 trừ y mũ 3 đóng ngoặc bằng 3x mũ 3 nhân x mũ 5 trừ 3x mũ 3 nhân y mũ 5 cộng y mũ 5 nhân 3x mũ 3 trừ y mũ 5 nhân y mũ 3. Thực hiện phép tính chúng ta sẽ được kết quả đó là bằng 3x mũ 8 trừ 3x mũ 3 y mũ 5 cộng 3x mũ 3 y mũ 5 trừ y mũ 8. Đến đây thì chúng ta thấy rằng ở trong đa thức chúng ta vừa thu được thì có hai đơn thức, đó là trừ 3x mũ 3 y mũ 5 và 3x mũ 3 y mũ 5. Hai đơn thức này đồng dạng với nhau vì có cùng phần biến, đó là x mũ 3 y mũ 5. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện thu gọn được chúng thì chúng ta sẽ được đó là bằng 0. Như vậy thì sau khi chúng ta thu gọn thì đa thức của chúng ta sẽ được kết quả đó là bằng 3x mũ 8 trừ y mũ 8. Với ý B,
Tính giá trị của biểu thức nếu biết y mũ 4 bằng x mũ 4 căn bậc 2 của 3. Ở trong trường hợp này thì biểu thức của chúng ta có chứa dấu căn bậc 2, vậy thì để giải quyết được thì chúng ta sẽ phải làm mất căn này đi. Để làm mất được căn bậc 2 đi thì cách tốt nhất đấy là chúng ta sẽ bình phương cả hai vế này lên. Vậy thì chúng ta sẽ có y mũ 4 bằng x mũ 4 căn 3, từ đây suy ra y mũ 4 tất cả mũ 2 sẽ bằng mở ngoặc x mũ 4 căn bậc 2 của 3 đóng ngoặc mũ 2, và từ đây thì chúng ta tính được đó là y mũ 8 sẽ bằng 3x mũ 8. Đến đây thì chúng ta sẽ thay y mũ 8 bằng 3x mũ 8 vào biểu thức mà chúng ta vừa thu gọn, đó là biểu thức 3x mũ 8 trừ y mũ 8, chúng ta sẽ được đó là 3x mũ 8 trừ đi 3x mũ 8 và chúng ta được kết quả bằng 0. Như vậy thì nếu như y mũ 4 bằng x mũ 4 căn bậc 2 của 3 thì biểu thức đã cho của chúng ta sẽ bằng 0. Tiếp theo chúng ta đến với bài 1.45 trang 28 toàn 8 tập 1. Rút gọn biểu thức 1/4 nhân mở ngoặc 2x mũ 2 cộng y đóng ngoặc nhân mở ngoặc x trừ 2y mũ 2 đóng ngoặc cộng 1/4 nhân mở ngoặc 2x mũ 2 trừ y đóng ngoặc nhân mở ngoặc x cộng 2y mũ 2 đóng ngoặc. Thì bài toán yêu cầu chúng ta rút gọn biểu thức. Vậy thực chất ở đây chính là chúng ta sẽ đi vận dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức để chúng ta thực hiện. Vậy trước hết chúng ta sẽ viết lại biểu thức mà bài toán cho như sau. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức để chúng ta thực hiện. Thì chúng ta sẽ được đó là bằng 1/4 nhân mở ngoặc 2x mũ 2 nhân với x thì bằng 2x mũ 3. 2x mũ 2 nhân với trừ 2y mũ 2 thì bằng trừ 4x mũ 2y mũ 2. Y nhân với x thì bằng cộng xy. Y nhân với trừ 2y mũ 2 thì bằng trừ 2y mũ 3 đóng ngoặc cộng 1/4 nhân mở ngoặc 2x mũ 2 nhân với x thì bằng 2x mũ 3. 2x mũ 2 nhân 2y mũ 2 thì bằng 4x mũ 2y mũ 2. Trừ y nhân x thì bằng trừ xy. Trừ y nhân với 2y mũ 2 thì bằng trừ 2y mũ 3 đóng ngoặc. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nhân phá ngoặc ra thì chúng ta sẽ được đó là bằng 1/2 x mũ 3 trừ x mũ 2 y mũ 2 cộng 1/4 xy trừ 1/2 y mũ 3 cộng 1/2 x mũ 3 cộng x mũ 2 y mũ 2 trừ 1/4 xy trừ 1/2 y mũ 3. Đến đây thì chúng ta sẽ thực hiện nhóm các đơn thức đồng dạng lại với nhau thì chúng ta có 1/2 x mũ 3 và 1/2 x mũ 3, hai đơn thức này đồng dạng với nhau vì có cùng phần biến là x mũ 3. Tiếp theo là trừ x mũ 2 y mũ 2 và x mũ 2 y mũ 2. Hai đơn thức này có cùng phần biến là x mũ 2 y mũ 2 nên chúng đồng dạng với nhau. Tiếp tục đó là 1/4 xy và trừ 1/4 xy. Hai đơn thức này đồng dạng vì có cùng phần biến là xy. Tiếp theo đó là trừ 1/2 y mũ 3 và trừ 1/2 y mũ 3. Hai đơn thức này đồng dạng với nhau vì có cùng phần biến là y mũ 3. Vậy chúng ta sẽ được đó là bằng mở ngoặc 1/2 x mũ 3 cộng 1/2 x mũ 3 đóng ngoặc trừ mở ngoặc x mũ 2 y mũ 2 trừ x mũ 2 y mũ 2 đóng ngoặc cộng mở ngoặc 1/4 xy trừ 1/4 xy đóng ngoặc trừ mở ngoặc 1/2 y mũ 3 cộng 1/2 y mũ 3 đóng ngoặc. Thực hiện phép tính chúng ta sẽ được kết quả đó là bằng x mũ 3 cộng y mũ 3. Tiếp theo chúng ta đến với bài 1.46 trang 28 toàn 8 tập 1. Bạn Thành dùng một miếng bìa hình chữ nhật để làm một chiếc hộp không nắp bằng cách cắt 4 hình vuông cạnh x cm ở 4 góc hình 1.3 rồi gấp lại. Biết rằng miếng bìa có chiều dài y cm, chiều rộng là z cm. Tìm đa thức 3 biến x, y, z biểu thị thể tích của chiếc hộp, xác định bậc của đa thức đó. Vậy thì các con sẽ quan sát cho cô vào hình 1.3. Thì từ một miếng bìa hình chữ nhật thì bạn Thành đã dùng để làm một chiếc hộp không nắp bằng cách đấy là cắt 4 hình vuông có cạnh x cm ở 4 góc như ở hình vẽ các con quan sát. Bây giờ bài toán cho chúng ta biết đó là miếng bìa này thì có chiều dài đó là x cm, chiều rộng là z cm. Bài toán yêu cầu chúng ta tìm đa thức biểu thị thể tích của chiếc hộp. Vậy muốn tìm được đa thức biểu thị thể tích của chiếc hộp thì chúng ta sẽ phải xác định được chiều dài, chiều rộng và chiều cao của chiếc hộp không nắp này. Thì chúng ta thấy rằng vì khi bạn Thành cắt 4 hình vuông có cạnh là bằng x cm, vậy thì lúc bấy giờ chiều dài của chúng ta sẽ là y trừ 2x cm, chiều rộng ban đầu là z
Thì sau khi mà bạn thực hiện các 4 hình vuông cạnh x cm ở 4 góc, thì lúc bấy giờ chiều rộng của chúng ta sẽ còn là z chữ 2x cm. Và chiều cao thì vẫn giữ nguyên, đó là bằng x cm. Vậy thì từ đây chúng ta có đa thức biểu thị tích của chiếc hộp sẽ là bằng tích giữa chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao, tức chúng ta sẽ được nó là bằng x nhân mở ngoặc y trừ 2x đóng ngoặc nhân mở ngoặc z trừ 2x đóng ngoặc. Vận dụng quy tắc thì chúng ta sẽ lấy x nhân với cả đa thức y trừ 2x, chúng ta sẽ được nó là bằng mở ngoặc xy trừ 2x mũ 2 đóng ngoặc nhân mở ngoặc z trừ 2x đóng ngoặc. Tiếp theo, vận dụng quy tắc nhân đa thức với đa thức để chúng ta thực hiện thì chúng ta sẽ được bằng xyz trừ 2x mũ 2y trừ 2x mũ 2z cộng 4x mũ 3. Như vậy chúng ta thấy hạn tử xyz có bậc bằng 3, hạn tử trừ 2x mũ 2y có bậc bằng 3, hạn tử trừ 2x mũ 2z có bậc bằng 3, hạn tử 4x 3 có bậc bằng 3. Vậy thì đa thức xyz trừ 2x mũ 2y trừ 2x mũ 2z cộng 4x mũ 3 sẽ có bậc là bằng 3. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 1.47 trang 28 toàn 8 tập 1. Biết rằng D là một đơn thức sao cho trừ 2x mũ 3 y mũ 4 chia D bằng x y mũ 2. Hãy tìm thương của phép chia mở ngoặc 10x mũ 5 y mũ 2 trừ 6x mũ 3 y mũ 4 cộng 8x mũ 2 y mũ 5 đóng ngoặc chia cho D. Vậy thì muốn tìm được thương của phép chia mà bài toán yêu cầu, vậy thì trước hết chúng ta phải đi tìm đơn thức D đã. Vậy thì chúng ta sẽ khai thác bài toán. Thì ở đây chúng ta có trừ 2x mũ 3 y mũ 4 chia cho D thì bằng x y mũ 2. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra D sẽ bằng trừ 2x mũ 3 y mũ 4 chia x y mũ 2. Đến đây bài toán quay trở về chia hai đơn thức. Vậy chúng ta sẽ thực hiện bằng cách chia hệ số của chúng cho nhau, phần biến của chúng cho nhau. Vậy chúng ta sẽ được đó là bằng trừ 2x mũ 2 y mũ 2. Bây giờ chúng ta sẽ thay D bằng trừ 2x mũ 2 y mũ 2 vào cái phép chia mà bài toán cho, thì chúng ta sẽ có này, mở ngoặc 10x mũ 5 y mũ 2 trừ 6x mũ 3 y mũ 4 cộng 8x mũ 2 y mũ 5 chia cho mở ngoặc âm 2x mũ 2 y mũ 2 đóng ngoặc. Đây chính là chia đa thức cho đơn thức. Vậy chúng ta sẽ lấy từng hạn tử của đa thức 10x mũ 5 y mũ 2 trừ 6x mũ 3 y mũ 4 cộng 8x mũ 2 y mũ 5 chia cho đơn thức âm 2x mũ 2 y mũ 2 thì chúng ta sẽ được đó là bằng 10x mũ 5 y mũ 2 chia âm 2x mũ 2 y mũ 2 trừ 6x mũ 3 y mũ 4 chia âm 2x mũ 2 y mũ 2 cộng 8x mũ 2 y mũ 5 chia âm 2x mũ 2 y mũ 2. Thực hiện phép tính chúng ta được kết quả bằng âm 5x mũ 3 cộng 3x y mũ 2 trừ 4 y mũ 3. Như vậy thì chúng ta có thương của phép chia 10x mũ 5 y mũ 2 trừ 6x mũ 3 y mũ 4 cộng 8x mũ 2 y mũ 5 chia cho D sẽ bằng âm 5x mũ 3 cộng 3x y mũ 2 trừ 4 y mũ 3. Tiếp theo chúng ta đến với bài 1.48 trang 28 toàn 8 tập 1. Làm phép tính chia theo hướng dẫn. Mở ngoặc vuông 8x mũ 3 mở ngoặc tròn 2x trừ 5 đóng ngoặc tròn mũ 2 trừ 6x mũ 2 nhân mở ngoặc tròn 2x trừ 5 đóng ngoặc mũ 3 cộng 10x nhân mở ngoặc tròn 2x trừ 5 đóng ngoặc mũ 2 đóng ngoặc vuông chia 2x nhân mở ngoặc tròn 2x trừ 5 đóng ngoặc tròn mũ 2. Hướng dẫn đặt y bằng 2x trừ 5. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện theo hướng dẫn, đó là với y chúng ta đặt bằng 2x trừ 5. Khi đó ta có mở ngoặc vuông 8x mũ 3 nhân mở ngoặc 2x trừ 5 đóng ngoặc mũ 2 trừ 6x mũ 2 nhân mở ngoặc 2x trừ 5 đóng ngoặc mũ 3 cộng 10x nhân mở ngoặc 2x trừ 5 đóng ngoặc mũ 2 đóng ngoặc vuông chia cho 2x nhân mở ngoặc 2x trừ 5 đóng ngoặc mũ 2. Thì chỗ nào có 2x trừ 5 chúng ta sẽ thay bằng y. Như vậy chúng ta sẽ được đó là bằng mở ngoặc 8x mũ 3 y mũ 2 trừ 6x mũ 2 y mũ 3 cộng 10x y mũ 2 đóng ngoặc chia cho 2x y mũ 2. Đến đây bài toán quay trở về chia đa thức cho đơn thức. Vậy chúng ta sẽ được đó là bằng
8x mũ 3 y mũ 2 chia cho 2x y mũ 2 trừ 6x mũ 2 y mũ 3 chia 2x y mũ 2 cộng 10x y mũ 2 chia 2x y mũ 2. Thực hiện phép tính chúng ta sẽ được kết quả đó là bằng 4x mũ 2 trừ 3x y cộng 5. Bây giờ chỗ nào có y chúng ta sẽ thay ngược trở lại bằng 2x trừ 5 để chúng ta thực hiện phép tính. Thì chúng ta sẽ được đó là bằng 4x mũ 2 trừ 3x nhân mở ngoặc 2x trừ 5 đóng ngoặc cộng 5. Bây giờ thực hiện nhân đơn thức với đa thức chúng ta được bằng 4x mũ 2 trừ 6x mũ 2 cộng 15x cộng 5. Thực hiện nhóm đơn thức đồng dạng chúng ta sẽ được đó là 4x mũ 2 trừ 6x mũ 2 thì bằng trừ 2x mũ 2. Như vậy chúng ta được kết quả bằng trừ 2x mũ 2 cộng 15x cộng 5. Kết quả của phép tính mà bài toán cho chúng ta thu được đó là bằng trừ 2x mũ 2 cộng 15x cộng 5. Vừa rồi thì cô đã hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong bài tập cuối chương 1. Các con sẽ tiếp tục hoàn thiện các bài này vào vở và hẹn gặp các con ở các video tiếp theo. Khóa học viện rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viện rách.